Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Rồi, chào Trúc Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giả Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giả Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay. Em nói riêng về dáng nè, dáng lắc lượng nè ha, dáng lông nè ha. Và chi cành là chi cành đều nha cô chú anh chị ơi. Và mặt hoa hơi khỏi phải chê rồi, màu vàng đậm rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Và hoa là hoa chùm nha cả nhà ơi. Và hình thức của bên em giá công khai trên clip là giá đã bao ship nha mấy anh chị nha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Và số hotline là 0939 779 318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô của mai giả Tân Châu thì cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn à. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào clip xem nha cả nhà ơi. Rồi, đây là những em giả Tân Châu mini thuần chậu nè cả nhà. Đây cả nhà xem giúp em ha, được chỉnh sửa từ nhỏ như thế này. Về mình vô dây nhơ mình chỉnh những tay cành đó là đều tay cành răng rắc luôn nha mấy anh chị ha. Rồi, chiều cao của em nó là từ 40 tới 60, tán ngang cũng tầm khoảng 40 tới 60 là tùy cây. Còn cái hoành của em nó thì cỡ ngón trỏ em nha cô chú anh chị nha, cũng tùy cây nha cả nhà ơi. Đây cả nhà xem. Đây. Một chậu như thế này là 200 ngàn một chậu, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Đó, một chậu em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có nha cả nhà. Rồi, cái mã đầu tiên của bên em là mã số 63. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 82, 18 hoành nha cả nhà ơi. Và đường kính bầu 40. À, gài là dính liền. Để đây à quý vị. Để cũng đều quá đây. Rồi, thân cành luôn. Tâm hai nói cho Mỹ. Rồi, cho luôn như đem. Rồi, mã này là mã số 63. Em vô lưu giá là 800 ngàn, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 800. Rồi, tiếp theo mã số 64 à. Chiều cao 1m1, tán ngang 75, 16 hoành và đường kính bầu 36. Rồi, để nó luôn. Khá để qua đây rồi quý vị. Rồi, thân cành luôn. Cành đóng đều quá đây quý vị ơi. Cũng thể nhìn em này cũng đẹp cây ha. Rồi, giao luôn như đem. Rồi, mã này mã số 64, em giao lưu giá 650, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 650 quý vị. Rồi, tiếp theo mã số 65. Chiều cao tầm 1m, tán ngang 75, 14 hoành và đường kính bầu 37. Rồi, xây luôn. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, giao luôn như em. Rồi, mã này là cái mã 65, em giao lưu giá là 650, em bao ship nha. Rồi, 650. Tiếp theo mã 66, chiều cao tầm 1m1, tán ngang là 70, 15 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Rồi, cái mã này là cái mã 66, em giao lưu giá là 700 ngàn, em bao ship nha. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo mã số 67, chiều cao 90, tán ngang 75, 15 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, thân cành luôn quý vị ơi. Rồi, cho luôn nhiêu đem. Rồi, mã này mã 67, giao lưu giá 650 nha cả nhà. Rồi, xuống cây, 650 quý vị. Tiếp theo mã 68, chiều cao tầm 1m, tán ngang là 80 nha cả nhà. 17 hoành mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 40 ạ. Rồi, để đây. Khá để qua đây rồi quý vị. Rồi, đánh thân cành luôn quý vị. Cành to lực không nè. Để khá ha.
Rồi, giao lưu như thế. Rồi, mã 68 em giao lưu giá 800 nha cả nhà. Rồi, 800. Tiếp theo mã 69. Chiều cao tầm 1m, tán ngang là 75. 13 hoành nha cả nhà ơi, và đường kính bầu 39 ạ. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Cành đều rang ha. Đều từ dưới lên trên luôn. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này là mã 69, giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo mã số 70. Chiều cao 1m05, tán ngang 80. 15 hoành, đường kính bầu 41. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, thân cành luôn. Cành lực là phân bố tứ diện luôn. Cũng đều cây ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 70, giao lưu giá 800 nha cả nhà. Rồi, xuống cây. Tiếp theo mã số 71. Chiều cao tầm 1m05, tán ngang 80 nha cả nhà. Rồi, 18 hoành luôn mấy chị ơi, và đường kính bầu 40 ạ. À. Rồi, xe xe luôn, để đây quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 71, em giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Tiếp theo mã số 72, chiều cao tầm 1m15. Tán ngang 80 nha cả nhà. 17 hoành, đường kính bầu 39 ạ. Rồi. Cò. Rồi, thân cành quý vị. Rồi, mã này mã 72, giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo mới luôn. Mã 73, chiều cao tầm 1m25, tán ngang 75. 14 hoành, đường kính bầu 37. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, tay cành luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã 73, giao lưu giá 700 thôi cả nhà ơi. Rồi, 700. Tiếp theo, mã số 74, cao tầm 1m05, tán ngang 75. 17 hoành, đường kính bầu 38. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, thân cành luôn quý vị ơi. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 74, giao lưu giá là 600.000 bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây. Tiếp 600. Theo, mã số 75, cao tầm 1m2, tán ngang 65. 14 hoành luôn cả nhà ơi, và đường kính bầu 36. Cành xè ha, xè đều từ dưới lên trên luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 75, giao lưu giá 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Tiếp theo mã 76, chiều cao tầm 1m1, tán ngang này là 83. 17 hoành nha cô chú anh chị, và đường kính bầu 36. Rồi, để đây. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã 76, giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo mã số 77, chiều cao 1m05, tán ngang 75.
Rồi 15 hoành nha cô chú anh chị, và đường kính bầu 40 ạ. Có diện anh cái co chi đế nó ha. Co thằng do luôn. Rồi, thân cành. Cành cũng ok quá nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã 77 giao lưu giá 750 nha mấy anh chị nha. Rồi, 750. Tiếp theo mã 78, chiều cao 1m25. Tán ngang này là 85. Mười tám hoành nha cả nhà, và đường kính bầu 38. Rồi, xây xây luôn. Rồi, tiếp tục lên thân cành nè quý vị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 78, em giao lưu giá là 700 em anh chị nha. Rồi, 700. Tiếp theo mã số 79, chiều cao tầm 1m1, tán ngang 80, 13 hoành, đường kính bầu 32. Rồi, xây xây luôn. Rồi, thân cành bây giờ. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã 79 giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Tiếp theo mã số 80, chiều cao 85, tán ngang 75. 14 hoành, đường kính bầu 39. Rồi, để đây quý vị. Rồi, thân cành luôn. Cành lực không nè quý vị. Cành lực bánh xe đều theo đường thân đây ha. Đỉnh luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 80, em giao lưu giá là, rồi giá là 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Rồi, mã 81, chiều cao 90, tán ngang 75, 15 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, để đặt kẹo luôn hả quý vị. Đặt cái bầu luôn. Xinh mít ha. Cành cũng đặt kẹo luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 81, em giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Tiếp theo mã 82, chiều cao 1m05, tán ngang 75, 15 hoành, đường kính bầu 38. Rồi, thân cành luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 82, giao lưu giá 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Tiếp theo mã 83. Hơi cao. Cao là 1m2 nha cả nhà ơi. Tán ngang 85. 17 hoành. Đường kính bầu 42. Cái gì không nghe kỹ co lắc nữa ha. Còn lắc đều, đều từ dưới lên luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã 83 này giao lưu giá 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Tiếp theo mã 84, chiều cao tầm 1m1, tán ngang là 70, 16 hoành nha cả nhà, và đường kính bầu 36. Đây, để nó cuộn qua bên đây thế này. Đó. Rồi, thân cành luôn quý vị. Cành cũng đặc quá nè. Cành lực nha quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã 84 em giao lưu giá 750 nha mấy anh chị. Rồi, 750. Tiếp theo mã 85, chiều cao tầm 1m, chiều cao tầm 1m1 nha mấy anh chị, tán ngang 65, 12 hoành, đường kính bầu 39.
Rồi, thắng canh luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, 85, giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Tiếp theo, mã 86. Cao tầm 1m, tán ngang 70. 17 hoành, đường kính bầu 37. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 86, em giao lưu giá 650. Rồi, 650. Tiếp theo mã 87, chiều cao 90, tán ngang 75, 18 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, để đây quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Giao lưu nhiêu? Chúc em. Rồi, mã 87 em giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Ok, ok. Rồi, tiếp theo nha mấy anh chị ơi, mã 88 nha cả nhà. Rồi, mã 88, chiều cao tầm 1m3, tán ngang 70. Mười lăm hoành nha cả nhà ơi, và đường kính bầu 35. Rồi, thân cành đều rang từ dưới lên trên nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 88 em giao lưu giá 750 nha mấy anh chị. Rồi, 750. Tiếp theo mã 89, chiều cao tầm 1m2, tán ngang 80, 18 hoành, đường kính bầu 39. Rồi, để em nói luôn. À, nhầm nữa. Nhìn kỹ như cái gì. Cá đế qua đây. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã 89 em giao lưu giá là 800 ngàn nha cả nhà. Rồi, 800. Rồi, tiếp theo mã 90. Rồi, 90. Cao tầm 1m2, tán ngang 80, 15 hoành, đường kính bầu 33. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã số 90 em giao lưu giá 800 nha cả nhà ơi. Dạ rồi, tiếp theo mã số 91 ạ. 1m05, chiều cao 1m05, tán ngang 75, 14 hoành nha cả nhà ơi, và đường kính bầu 40 ạ. Rồi, thân cành luôn quý vị. Nghe kỹ nha, cành đại cũng đều quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 91 em giao lưu giá là 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Tiếp theo mã số 92, chiều cao tầm 1m15, tán ngang 80, 14 hoành, đường kính bầu 40 ạ. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 92, giao lưu giá 700 nha mấy chị nha. Rồi, 700. Tiếp rồi, theo, okay. Mã 93, chiều cao 1m05, tán ngang 70, 13 hoành, đường kính bầu 33. Rồi, xây luôn. Rồi, thân cành đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm?
Rồi mã này mã 93, em vô lưu giá là 600 ngàn, em bao ship nha. Rồi xuống cây 600. Tiếp theo mã 94 ạ. Chiều cao tầm 1m15, tán ngang 60, 14 hoành, đường kính bầu 32. Rồi để đây. Rồi thân cành luôn. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã 94, em giao lưu giá 600 ngàn, em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi 600. Tiếp theo mã 95, chiều cao tầm 1m05, tán ngang 80, 14 hoành, đường kính bầu 37. Rồi để đây quý vị. Rồi thân cành luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi mã 95 em giao lưu giá 700 nha cả nhà ơi. Rồi mã 95 này là mã cuối clip của bên em, và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng may giả Tân Châu. Rất mong anh chị mến shop, ủng hộ shop và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.